Bốn kiểu người hay có cái thói quen bỏ cuộc giữa chừng. Kiểu số 1, overthinking. Đây là kiểu người sẽ suy nghĩ, đủ rồi, đủ sâu sắc rồi, hành động thôi, không, lại suy nghĩ. 2, chủ nghĩa hoàn hảo. Ví dụ, mình muốn đăng một cái bài post trên Facebook mà mình sẽ điều chỉnh cái bài post này sao cho nó hay nhất, thì cái quá trình của người chủ nghĩa hoàn hảo như sau: điều chỉnh đủ kỹ rồi đúng không, đăng lên thôi, không, tiếp tục điều chỉnh. 3, chúa tể của những ý tưởng. Đây là những người thích nghiệm những ý tưởng mới. Ô, nhiều ý tưởng quá, chọn ra một thứ đủ tâm, triển khai ý tưởng đi thôi, không, tiếp tục suy nghĩ ý tưởng mới. 4, trọc phú kiến thức. Học đủ sâu rồi đúng không, làm thôi, không, tiếp tục học. Người kém hiệu quả là người quyết định chậm nhưng mà thay đổi nhanh. Người hiệu quả là người quyết định nhanh nhưng mà lại thay đổi chậm. Nghĩa là gì? Người hiệu quả là người ta sẽ rất là quyết đoán, họ vẫn sẽ suy nghĩ nhưng mà họ sẽ do, và đã quyết rồi sẽ đi theo cái con đường mình đã chọn cho tới khi hoàn thành chứ không bỏ cuộc giữa chừng.